Hello và xin tất cả mọi người đến với kênh của mình là Min đây Thì mặc dù là bữa giờ tôi có đi săn bằng kiếm cũng khá là nhiều Thì lâu lâu đi săn bằng kiếm tôi vẫn lấy vô ra để tôi nhá nhá hàng xíu cho mấy anh kia xem Mà mong vẫn kêu tôi là anh ơi chơi lại Yogu đi em muốn xem anh chơi Yogu và electric cơ Trời ơi Thôi được rồi Theo ý của mong thì ok Hôm nay tôi sẽ chơi Yogu Electric Bottle, một combo quen thuộc của chúng ta nhớ không? thì uh, hôm bữa lúc mà tôi chơi thì tôi chỉnh tóc tôi chuột một đúng không à, hèn gì am nó không nó không được đỉnh như bình thường ấy am nó hơi hụt nhưng mà dù là am nó vẫn trúng với cả là hôm đó là gặp hắc cũng khá khá là nhiều mà am thì nó vẫn trúng đúng không à nhưng mà thôi không sao mình không mất bao ty là mình không lỗ mà hôm nay mình cũng sẽ quay trở lại với content đi săn thôi mà sẽ là content khi anh min cầm yogu electric bottle sẽ đáng sợ tới mức nào đấy mình sẽ để cái tiêu đề là như thế chứ không nên là hôm nay mình sẽ bb một cách bờ gồ chứ để cái tiêu đề như thế mới vô bị hàng 3 m hai mà năm nó giết nữa thì mới nhục mặt luôn đúng không ok bây giờ tôi sẽ đi lấy electric và đi săn bao ti thôi nha đúng không thì cái uh, start của chúng ta nâng khi mà chơi combo bao tồ và e đó đấy và Yugo thì nâng nâng như tôi nha chắc là ông cũng khá là biết rồi đúng không còn cái combo thì khá là đơn giản thôi nó sẽ có nhiều biến hệ combo cho mấy ông dạng một thì nó sẽ như này với bọn mấy ông Sugu lại gần T chắc chắc ít rồi cái này cái nữa rồi tàng hình rồi sao guitar tại vì sao guitar của tôi đam rất là to mấy ông nè mặc dù là tôi không nâng mastery nhưng mà đam sao guitar của tôi rất là to mấy ông xem nè chắc một cái nè không thấy giật không một ngàn mấy trăm đam tại vì cái, uh, cái 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 nâng cấp của uh, sao guitar tôi khá là xịn mà cũng ok khá là ổn áp còn cái yogu này của tôi thì nó không còn xịn nữa hồi bữa cái dòng lửa mới xịn mà, nhưng mà thôi không sao Dòng này cũng ok nha còn cái combo thứ hai là nó có thể kiểu tàng hình này nè rồi mấy ông như này rồi mấy ông giắt ít c xuống dắt lên ít xuống ấy cũng ok tùy mấy ông hoặc là mấy ông có thể combo thứ ba là khi mấy ông bắn sao guitar chúng tôi thì tôi chơi nhiều thể lại nên là tôi sẽ có nhiều biến thể khác nhau để uh, Đổi đổi mà dù sao cái Yugu mình chơi cũng vậy uh, bắn sau người ta chúng nè lướt lên dắt ít tông nó xong rồi c dắt đấy đơn giản không không mình đơn giản dễ xài mà dễ dùng đúng không ok giờ tôi sẽ bắt đầu về uh, c 2 để xong một tiên đúng không trời má bây giờ về c 2 xăng hát khó trời luôn rồi, không biết bên c 3 nó có không nữa ok giờ tôi sẽ về c 2 để uh, xong một đúng không ạ ok mọi người cho thấy rất sợ đầu tiên đúng không biết c ba để cái quấn lộn không Trời má nãy giờ mạng tôi lắc quá trời luôn phải bật phần mềm giảm binh lên mới được đúng không? Cây vậy. hí Sa. Trời vẫn mạt. Ê nãy binh tôi 800 à. Trước đầu thiệt hơn là ga ga bật ra phát hiện nên là giờ bật giảm binh kịp đúng không? Chúng thôi tí vô lắc khỏi chơi luôn. hí Sa. Ơi, ghê vậy. Ủa, cái kia à? Đấy, từ từ thôi bạn ơi, bạn này V4 phải không? Không sao không sao. Hên quá. Ôi mình lên V4 đi mong không? Cho nó chắc ăn đúng không? À, bạn này bạn V4 phải không ạ? À? Ồ vẫn trúng á. Sa. Chưa chết luôn. Bắn cái này nè, chết rồi. Trời ơi, đỉnh cao. Hề, hồi nãy bên tôi bị lắc với đái luôn à. Thế mà tôi bị cắn lén nữa không? Cay ơi Trời má tôi vô tôi test binh trước rồi tôi mới quay ấy, đúng không thề binh lắc vai trưởng mua lộn đúng không mua lộn đúng không thề vô binh delay kinh thật đúng là giờ này nhiều người chơi đúng không 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 không, không, không có phần mềm giống binh là đéo chơi được luôn ấy ý ok ok tôi tăng hình đi mà trời ơi kinh thường kẻ địch quá nè bắn cái nè sa 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 Ý! sa sa Ý! Rồi! hụt Ăn cứt luôn! Nè! Nè! Chào! hụt ơi! Né đi! sa Sao Tàu né được? Đáng trước hướng của nó rồi đúng không? Tôi đáng trước hướng đi của nó rồi! đấy chú hung nghi của nó luôn rồi Sao né được Nè Để nó quýnh mình chú đúng không? Nó sẽ chạy ra nè không? Nó vừa chạy ra cái tôi bấm ít là nó cút nè đúng không? Nó dứt ra cái nó cần gục kịch một cái thôi là tôi ít cái là nó cút rồi đúng không? Đúng không xem nè, không xem nè ít đi Mày mày bông quá, mà, nãy mày bật cái bốn mày quýnh ra mà Ờ à, thế thì thôi, thế thì tao ao xe vợ, không chơi nữa Hồi à, nãy nó bật V4 nó quýnh tôi trước mà Ha ha ngu 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 Chết ơi à, hộp rồi Tao bắn uh, vô cái bụi mà sao nó qua qua bên kia vậy Nè chọc chọc chiêu chiêu nữa nè không Kỹ năng am Bao của tôi Ơ à, chết mẹ thôi nghĩ nghĩ đúng không nghĩ 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 ham à, trên không biết dính không ta rồi ờ, dính rồi sa đào 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 nhót rồi nhót rồi trời ơi cái này nãy giờ âm giỡn này âm thiệt là hụt nè thôi à, giết cái điểm không ơi hết mình hết v bốn rồi Sa. <laughs> anh ấy giờ anh xài bốn ghen và anh anh kêu mình là mình xài bốn nên là tắt đi này anh điếm thúi không nè gớt xuống ui ghê à ừ, đúng không nè nó nó sẽ gượt mình đúng không Ui uh. nè đi ui nó không gớt ơi ơi ngon này không bắn xuống đây nè Ý, hí hí <laughs> <laughs> mấy cái là mấy cái đơn giản thôi nha đúng không trời má bây giờ tôi già rồi tay tôi chậm thật rồi nhưng mà không sao tôi vẫn có lo được mấy hôm này trừ khi bị lắc thôi bị lắc thì phải phải chịu thôi không bị lắc thì tôi không tôi không chơi được lắc nó bị delay ấy dùng chiêu không được cay lắm gì thôi không chơi nữa hết boti rồi ở kìa không sao không sao mình ba ba đó rồi đúng không? tại mình ba ba nó rồi không sao hết không sao hết <laughs> Ui có ông ba mười hai marine kìa đúng không Ông ba mười hai marine này Ui gây ú lộn luôn nè Bó to luôn này Bó to ông này chắc chơi Rồi tôi biết ngay mà nhảy nhảy lên là tôi nghi rồi Tôi tính nói ông này chơi cây cái cây hút hút Là thấy ổng nhảy lên đúng không Rồi Vậy mới trúng rồi bạn ơi Ý? Ờ Nãy giờ tôi đã bật độc đâu V4 phải không? Lên lẹ, lên lẹ, lên lẹ, lẹ Vô đấy, chỉ ừ. Ở kia, sốt này được kìa ừ <laughs> dễ đó, hả Tàng hình lên V4 cũng khá là khôn đấy Ông này tôi nghĩ chắc là Bên hải tặc cái cũng 30m hay gì đó này Combo cũng kiên đấy Ý Ý Ôi, xung kìa, đúng không? Tôi đang có 14 mà nó sùng, 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 tùng Ơ! Ơ kìa! tùng kia trốn, sùng! tùng tùng Ui, ui gì mà hụt vậy tùng tùng hụt luôn tùng tùng sắp chết rồi! Đừng! Để tôi ăn mạng đi mà Đây rồi, chế đi chết hai luôn Đây Chế cái chết hai luôn Trời ông kia không vừa giúp mình nữa không ạ à? ừ. Sợ chưa, sợ chưa lại là ông là hàng bậc, bậc tộc trước nha đúng không? Chứ phải tôi nha Ừ rồi Rồi, rồi Ông tàn hình đi đâu ừ. Ông này ông nè ông nè <laughs> ông này bên hải tặc chắc cũng nhiều mà đúng giờ để hỏi coi à, son uh, bao bao nhiêu mà bao nhiêu bao ti bên Pirate vậy ông bao nhiêu bao ti bao nhiêu bao ti vậy ông son ơi son ít ơi Ơ vậy à xạo Qua cho tôi xem đi được không có phần nào không phải nào hai mà năm được phần này bb được đúng không tại vì nó xui thôi hồi nãy combo tôi sắp chết mà Năn nỉ năn nỉ năn nỉ qua cho xem đi trời hàng ngày không thằng này bên vi test là cũng phải là ít cũng phải là 10 m này combo được quá kiểu kiểu như là gà là tôi nhìn ra là tôi biết gà liền đúng không ông gà gà mà ông diễn tù lắm ông này di chuyển khá là ok có cái là bị xui đúng không ba mươi m không xem thôi xem thôi không không đánh tôi tôi tôi, tôi. thằng này nó 30 m bên uh, hải tặc đúng không tôi kêu nó qua cho tôi xem đi mà cho tôi xem bao đi tôi đang bảo ba m yếu quá à ý ông nói là ba m yếu quá nên là tôi đánh ông dễ chết còn còn bên bi là ông ba mươi m trông mấy ông coi cái rồi tôi chạy nha đúng không đâu ủ ghê 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 tôi tôi mới mười m à hay quá ông ơi ấy tôi nói rồi thằng này ba ba mươi m tôi nhìn cái đó tôi biết ngay đúng không ạ à? ông ơi, chơi vui vẻ nha, bye bye, tôi là rồi đi min, <laughs> đợi 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 đấy xem bờ, không biết ông có nói vô, ờ đi quay đi quay nè, đi quay nè, đang quay đang quay, BB vui 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 rồi ông ơi, quay, thấy chưa ông này ba mươi m mà nói rồi tôi nhìn cái tôi biết ngay rồi nhìn cặp mắt của mình là biết ngay đúng không đấy tôi nói rồi trình bb ba m nhìn nó khác liền luôn mà tôi nói ông này không phải ba m đâu nhìn bb khác liền m hả hí 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 ô không phải à, lại quýnh à <laughs> gì chơi chạy luôn vậy chúng rồi nha đúng không nhưng mà nó có ken ok ok tôi canh tôi tôi canh tôi kia rồi nhưng mà nó ken đúng không ơi rồi lava đúng không? lava đúng không ở lava không ừ. ui ui đông hàng quýnh mình thôi kệ hàng kệ hàng lava đi đúng không ơi thằng kia nó ke re qua la 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 lava rồi Để mình quýnh mấy thằng mấy thằng ở đây đi sa phải cố gắng lên v bốn nha không tại mình mình bún hàng hội đồng đúng không ơi đấy tụi nó ơi, marine đúng không ạ ai thằng marine mày tôi lên được này này lên nè à. sao đây rồi, lên V4 đã Một thằng yếu rồi, một thằng kia sắp chết rồi Đi kiếm thằng sắp 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 chết, quýnh, quýnh, quýnh trước đúng không? Đây, đây, nó đây, nó đây Này bay vậy Này bay vậy, thằng này bay vậy, đây, đây, cái thằng này Ui, hụt rồi à. Mày, ok, ngon Ủa ghê hả? Ghê vị Ui, đúng là bậy mà, ma nó vào xuống đây, xuống đây chơi này bay bay ta, thôi qua giết hai thằng này đi đúng không? Để đợi hồi chiều rồi đúng không? bỏ giết hàng này đi hay chờ xíu nó combo chết thằng kia rồi bị thằng kia nó quấn nhăn ra đúng không Sợ. Ừ, có chạy không, có chạy không Đây, tự đúng mình phải từ từ ơ à, chết rồi trời má gì mà không chết đúng không tôi không sao không sao Trời ơi, con này sao nó bay lên vậy? Trời ơi, hết in công bán luôn. Ừm, uhm, đánh tao ta, xong chạy. Rồi ông cha này ông quýnh lộn không? Nè. Chết chưa? Chạy đâu nữa rồi? À, anh đi chạy đâu nữa rồi không ông ơi? Anh đi tele đâu nữa rồi? Ê đâu rồi? Đây đây đây. Anh chưa biết. Anh chưa biết đúng không à? <laughs> Lụm nhớ mùi mờ hả? Te le chạy hả? Rồi. Tao qua mắt được tôi. Cái hành này đúng không? Sao? Ôi kìa, để giết thằng kia cái. Ok Rồi thế thằng nào, nào mới quýnh tao Thằng trái cáo này mình cứ từ từ nhé, không, mình không cần vội nha không Thôi ông này bay Mới bị quýnh thằng chết Chưa sợ Rồi giờ, giờ ông không có xe bóc sao ông, giờ sao ông chạy nè Dạ yeah ừ ừ ừ ừ, ừ có mũ hụt có mũ hụt không có chạy đâu rồi hay sa lầm, hmm. ừ hàng bốn mờ hả phải không ây à, da dạ, nó né được cơ rồi. rồi sao nó né được cái chi, ơ kìa lại tới đây anh nữa rồi không ơi không à không ở đây ở đây ơi ôi hụt rồi kiếm cái thằng hết máu không ạ à? hết máu chạy đâu rồi ta này cái gì á có không không trời ơi! tinh miếng v bốn Trời ơi Biết làm gì có trời gì con dâu của tôi đâu rồi chú vào đáng yêu của tôi mà chú vào đáng yêu đây rồi Ý. tiếp nè tiếp nè yah yah si ba tới được tôi sa 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 Bật tàu cá rồi Xa, ui hụt luôn Xa Xa ừ. Ủa thằng này thằng bi cam à Ok ok rồi thằng ô à, sao ăn được mẹ thằng, thằng kia đúng rồi Nó nước, nước nó chết hả Thằng bó to đâu rồi Thôi mày đừng chạy Xuống Ui, ui. Nó nhảy quá nó nhảy quá nó nhảy quá À đây 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 Đúng rồi hay nè hay nè hai hai bạn ơi Ý Thôi hụt rồi Ui 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 tôi tụi nó làm gì tôi không? Tụi nó tích làm gì tôi rồi Mày Mày Không chết kìa Ừ chúng nè Hụt ơi Hay ta quá nó chạy nhanh quá Dạ yeah, thằng cáo đó chạy nhanh quá bông ơi phải cẩn thận nhớ không thằng cáo này nó còn v 4 à cái combo mà một hit chết được nó hung mình v 4 không mình cứ bình tĩnh hung mình v thì một tí mình đủ combo mình dọn nó cái chết được rồi đúng không đây sa sa ôi phát cuối hụt à mà hết chiêu à chiêu đánh nó yếu thôi cái phát này trúng thì nó chết rồi nó chết rồi chết rồi chết rồi em chết luôn em chết thật kìa tạo đi đây rồi Chạy với chúng tôi Nó đó bắn chúng mà nó không chết luôn Buồn Ui xa quá đúng không ạ Cái combo nãy tôi có chị cho mấy ông ấy nhưng mà xa quá Ôi kìa Sao lại hụt vậy Tôi ừ, cũng có dao à Ui Ken rồi Không hóa 24 nha không Còn 1 1 thì mình không hóa nha Chứ không hóa thì mình hóa nha Có gì hụt kìa Anh Niên này sẽ giống tele đâu quá vậy vậy à, Ai trên trời hả Trên trời trên trời gì vậy đánh đi Ôi kìa chuẩn rồi mà Con hóa 14 nha không? Dù sắp chết cho tôi vẫn không hóa nha Trời má ơi biết gì hóa mẹ cho rồi đi ơi <laughs> cái lụm nó lại đúng không ạ Thằng niên này chơi chạy không à, anh niên này chơi chạy hit Hit trên đúng không ơi, Một một mà kiểu hit trên chạy á Trời tôi xanh chính với nó nhưng mà nó không người người ta không xanh chính với mình đúng không kệ chắc nó cái V4 luôn thôi mà đừng chạy mà thôi đừng chạy nữa mà tôi chấp tới tôi chơi vậy luôn mà nó còn chạy hoài thôi mà đừng chạy nữa mà à thiệt chứ rồi bố vô bố bích đi sự quốc vô thôi mà đừng chạy mà <laughs> quá nó chạy luôn ấy nó chạy đâu có đợi gì không nó đợi đợi có nhiều đó thôi đúng không ạ đây đây Điện hình đâu rồi thôi mà hey! chạy hoài trời má hơi thề tôi biết nó hết nhưng mà tôi vẫn trở lại chơi nói Tôi không hóa b bốn tôi không này nọ rủ hứ hết Trời má nó cứ chạy hoài Sao chơi không Trời Trời không chạy nhá Ok tôi được tôi hóa b bốn không Tại vì nó đã không công bằng với tôi rồi Bố này bắn bích đê Ờ tế rồi đây Lại bố tới đây Bố đó tới đúng không Ở này ông ông hóa bi bốn với ông với ông chơi ghen quá là tôi hóa uh, nha đúng không? Thôi tôi ăn rồi. Ơ kìa. Cố gắng làm gì thằng hắc nó bắn ông nó ăn ông bây giờ. Thằng hắc nó bắn tôi luôn rồi. Nói chung là theo sao uh, khi mà bữa chơi tôi rút kinh nghiệm là không nên bay vui với mấy thằng hắc đó nha đúng không? Thôi mò đừng chạy mò. Mò. Mà đừng chạy mà, mà. mà, đừng chạy mà. Ta rồi mình giọng xuống hơi xa rồi đúng không giọng quá này đi hơi xa rồi sao không sao bộ bắt được nó nha đúng không thôi mà ui nó nhích kịp á để tôi canh tôi bắt xe quả đẹp cho ông xem nè bắn này chưa chặn đầu lại đúng không đây rồi đấy đừng chạy mo đừng chạy mo một quả c siêu đẹp một quả c đỉnh cao ai là gót e à à? thôi hai bố anh kia còn đúng chấm máu chưa chịu chết nữa cho đây trời ơi nữa không nữa không nữa không nữa hem ừ? đây cái thằng này nãy giờ chạy rồi chạy rồi cứ ra quýnh hoài tendo manat gì nè ý ớ à, tóc bb hả bạn thôi này hết hết bao ti rồi Ok, hết bao tì rồi, tôi không muốn quýnh với nó nữa đúng không? Ừ, sao sao nó không nó không kêu tôi hắt ta, này, quýnh ghê vậy mà Đảo đi Ủa mấy ông này bây giờ biết học bật ken luôn hả? À không, ông thấp bb phải là ông biết bật ken đúng không? Ủa có ông kìa 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 Muối vỏ đây không? Ui ông này ông đang bị thằng hắt đuổi ông này hôm nay bị hát đuổi đúng không ông đang bị hát đuổi, thằng hát nó đuổi kìa đúng không? Phải hát không vậy? Ôi nhưng phải hát đúng ơi, thằng hát nó di chuyển khác cơ. Nữa là ông này nữa. Nè, yeah, ghi test cho ông mạng nè, được chưa? Thôi được rồi, chắc clip mình khúc tới đây nhé, đúng không? Chúc mọi người mới về tạm biệt hẹp lại nhỉ không? Bye bye đúng không nha Bye bye. Bye bye. Ok, nay chơi bị vui thì mất quê, Bye bye, tạm biệt, tạm biệt tạm biệt tạm biệt tạm biệt nhá tạm biệt nhá tạm biệt nhá quay mình lên được mười hai mười năm mà ok được rồi tạm biệt tạm biệt